bên cạnh việc theo dõi diễn biến và các dư chấn động đất, thủ tướng phạm minh chính yêu cầu các cơ quan phối hợp làm rõ nguyên nhân động đất gia tăng bất thường tại con tum để chỉ đạo ứng phó kịp thời. Nội dung này được nhấn mạnh trong công điện của thủ tướng về việc kiểm tra chủ động khắc phục hậu quả đất động đất tại huyện con plông tỉnh con tum gửi lời thăm hỏi đến những nhân dân bị ở khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Thủ tướng đồng thời yêu cầu chính quyền tỉnh Con Tum và các địa phương trong khu vực thông tin kịp thời về trận động đất và dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi động đất, tránh tâm lý hoang mang, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.